Em xem đổ cái bao này ra cho ông chọn. Đây này, trong này quần nhiều quần áo mà. Có cái áo mà có cái mũ này, cái áo mới được nhặt, cái áo này không nhặt mũ rồi. Mũ không à? Không đi à? Lấy áo, lấy cái áo đi mặc đi. Đấy, vào đây, vào đây, phát miễn phí nha, quần áo ấm, quần áo vào đây. Em đổ thêm cái bao kia nữa. Bà con đến đây, bắt đầu đến đông thì gần trưa rồi, bà con đến đông. Anh đón nó cháu em rồi nha. Còn để dành mấy bao để sang bản bản chỗ chỗ thằng 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 Tâm, mà bản gì nhỉ? Anh Tuấn nhỉ? Hả? Bản Hô Ta. Mọi người đang xem comment em cái nhỉ? Em biết ai em chào cái nhỉ? Nay vợ chồng em phát quần áo ấm cho bà con dân bản. Bà chọn đi em. Đấy, đỏ đấy, nó lẫn lộn mà. Và dưới các mạnh thường quân gửi nên là đồ là lẫn lộn. Cứ ấy đi rồi lần sau có lại nên nên. Ăn chả gì nhá. Gì? Trần. Đâu? Gì Vân á? Vân. Chị xem còn ai ở nhà alo xuống nhận họ em ấy, cho nó bớt đi. Chào, có lấy quần áo vào lấy mấy bộ mặc nào? Áo gì không? Áo gì ấy? Quần áo miễn phí. Miễn phí không à? Ưng cái nào thì lấy cái đấy thôi. Cái đổ ra đây đấy cho bà con nhìn. Con mình chỉ lần này gọi. Con chào gì?
Cái này người ta gửi lên con không biết là nó ở trong đó nó có cái gì đâu. Con cứ đổ ra đấy thôi. Con này con để dành trên bản Hota mấy bao à? Áo dép vào rừng à? Em xem chào Lan Anh nhá. Hôm nay mình phát số quần áo các bạn gửi lên cho bà con nhá. Nói chọn đi em. Không à? Ông có mặc áo đen này không ông ơi? Ông ơi, ông có mặc áo đen này không? Áo nam đấy, ấm đấy. Lấy quần áo mặc đi cô ơi chị ơi. Thiếu cái nào vào nấy mặc. Hàng miễn phí. Cái gì? Bỏ trong bàn đi. Cái gì? Hả? Anh để trong cái túi kìa. Cất đi không ở trên đấy kìa. Con chào bác nhá. Con chào bác Én ạ. Nãy anh hôm nay đây còn có 2, 4, 6 bao thôi. Bỏ cái túi bóng ra cho đấy, áo đấy không ấm đấy không ạ, áo len đấy. Em đổ lốt cái bao ấy ra, đổ lốt cái bao ra cho ông chọn, còn mấy cái bao này để lên bản hô ta. Cho xin miếng nào. Oh, no.
Còn thiếu nhiều lắm Lan anh ơi. Kêu gọi tiếp đi, các hôm nay chưa đầy một tiếng đồng hồ Văn đã phát hết, còn có 4 bao để đây. Chưa mọi người chưa đến hết đâu. À, quanh em anh ơi, ông kêu ông kia vào lấy cái áo. Để ông có lấy cái áo không? Không có, dạ. Không, con phát miễn phí mà ông. Ông có lựa cái áo nào mặc được thì mặc. Cái này vợ chồng con, các mạnh thường quân người ta gửi từ dưới xuôi lên. Vợ chồng con phát miễn phí cho bà con mà. Lấy ít thế, con lấy thêm đi. Lấy thêm cho cháu nó mặc. Con cảm ơn bác, nhưng con lên đây cũng con cũng đi làm, vẫn làm nghề cơ khí mà. Đây là số quần áo ấm rồi, quần áo của các bạn của con ở dưới quê gửi lên 13 bao. Con chuyển đến đồng bào trên này mà. Đây còn mấy, còn 5 bao nữa. Ông này, ông áo này đi được mà, áo này đi trời mưa nhỏ là ok luôn đấy. Đấy, mặc ấm mà. Chứ áo này là đi mưa nó thấm vào là nó ướt là lạnh, áo này nó không ấy nước này. Oh.
Ôi đừng ấn nó rách. Có cái bao. Đây đây đây. Đây chú cho cái bao này. Đây bỏ vào đây, bỏ vào đây. Chào em nha. Bà bảo nha. Áo kiểu đẹp đấy. Em hãy còn ít tuổi chứ làm sao đã già mà. Xin chào Hà Vi nhá. Ôi con lẽ phải đổ hết ra cho bà con chọn thêm anh ạ. Để đặt sau ở trên bàn kia đặt sau. Chào các bà. Bà vào lựa xem có bộ quần áo nào vừa thì lấy nhá. Hello. Chỗ kéo ra ngoài này, bỏ ra ngoài này cho bà con ấy vào trong đấy chật quá, rắc quá cái xe vào trong nha. Bỏ gọn vào đây. Bao nhiêu không biết có còn nhiều đồ ấm không. Lấy cái túi bóng cho bà được. Lấy cái bao hoặc cái túi bóng. Thank you.
Ê. Hết đồ rồi á? Vừa đồ nó sáng nay nhiều lắm mà. Cái này cho xuống với bản khác một chút. Hôm nào này nhiều mà. Hôm nào các bạn lại gửi lên nhiều đồ mà. Ít đồ quá à? Đây còn nhiều mà. Không có. Không có. Có con lớn rồi. À. Cái mình không lấy cho cô, cái mình lấy không có. Cái mình cần lấy thì không có à? Có 200 cái cà chay cái này không có còn mà à còn đồ trẻ con thôi, toàn đồ trẻ con thôi, đồ trẻ con với đồ phụ nữ thôi. Bà biết cái đấy là cái gì không? Cái đấy là cái tã của trẻ sơ sinh đấy. Để quấn cho bọn trẻ sơ sinh ấy. Em xem còn mấy bao nữa đổ ra cho bà đây, hai bà đây chọn. Đây hai bà chọn xem trong bao này có gì, chúng con không biết là trong nó có cái gì đâu. Mọi người gửi lên là không biết có cái gì đâu. Đấy áo len ấm nữa. Đó áo len ấm nữa. Người ta gửi lên nhưng con không biết là trong đó nó có cái gì đâu. Quần áo đẹp bây giờ đấy, thấy chưa, quần áo đẹp mà.
À? Ờ. Chào bạn Chất nha. Chào chị Thủy nha. Chị Thủy lùn vào cái chị ra luôn. Đấy toàn quần áo đẹp thế này gì đó. Không có quần. Còn không có mấy áo thôi. Đấy áo len áo nỉ đây, ấm quá nhỉ. Chị Thủy Nôn có gà bán cho em con nào. Đấy gà ơi, áo nỉ đây bà. Ấm lắm. Áo này ấm lắm. Phát hết rồi, trưởng bản hướng đây là phát hết rồi. Em chào cô nha. Đây là hết pin. Đây đây con dễ Đấy áo này đẹp quá, áo này bà mặc đẹp quá. À. Có cả quần luôn này, cả đồ bộ luôn này. À. Đồ bộ đấy. Đến muộn quá ấy. À.
bỏ vào đấy, bỏ vào trong túi rồi. Chào các bà, các bà mình xem có cái bộ nào lấy được này đấy. Cái này để dành cho các anh ấy, đổ hết ra luôn đi. Đổ hết ra xem cho các bạn chọn. Không có đồ của người già, chỉ có đồ của trẻ con với này ấy thôi bà ơi.